cuộc đình công tại cảng Montreal khiến chuỗi cung ứng trên khắp Canada bị đe dọa. Các công nhân tại cảng Montreal đã bắt đầu cuộc đình công vào sáng thứ hai, khiến cho hoạt động của một trong những cảng bận rộn nhất của đất nước bị đình trệ và làm đe dọa đến chuỗi cung ứng của hàng ngàn doanh nghiệp. Đây là vụ tranh chấp lao động thứ hai trong vòng chưa đầy một năm tại cảng. Cuộc đình công kéo dài 19 ngày vào tháng 8 năm ngoái khiến cho các nhà bán sĩ thiệt hại khoảng 600 triệu đô la. Dưới áp lực của cả chính phủ Ontario và Quebec, Bộ trưởng Lao động Liên bang là bà Philomena Taxi đã báo hiệu vào ngày Chủ nhật rằng là bà sẵn sàng đưa ra lệnh để chấm dứt tình trạng ngừng việc. Một phiên hòa giải đã được tiến hành vào ngày thứ hai, ngay sau khi cuộc đình công bắt đầu. Nhưng công đoàn cho biết ý định sử dụng lệnh thực thi của chính phủ đã làm mất đi động cơ đạt được thỏa thuận của bên sử dụng lao động. 1.150 công nhân của bến tàu đã không có hợp đồng kể từ năm 2018. Công đoàn cho biết tranh chấp hiện tại đã diễn ra khi bên sử dụng lao động, đó là Hiệp hội Người Sử dụng Lao động Hàng Hải, Maritime Employer Association, viết tắt là MEA, đã kéo dài ngày làm việc mà không hỏi ý kiến của bên công nhân. MEA cho biết họ cần công nhân linh hoạt hơn để thích ứng với nhu cầu thay đổi tại cảng. Cảng này lớn thứ hai trong nước và là điểm trung chuyển quan trọng cho hàng hóa dành cho các doanh nghiệp ở miền Đông Canada. Hôm thứ hai, Bộ trưởng Lao động Quebec, ông Jean Boulay, nhắc lại sự ủng hộ của chính phủ trong việc can thiệp của liên bang vào tranh chấp này. Ông cũng chỉ ra rằng, cảng Montreal là một lối vào quan trọng cho các nguồn cung cấp y tế. Thế nhưng quá trình thông qua luật hoạt động trở lại có khả năng gây khó khăn về mặt chính trị đối với chính phủ tự do vốn chiếm thiểu số. Cả hai đảng, đảng Dân Chủ NDP và Bloc Quebecois đều cho biết họ sẽ phản đối dự luật này. Đảng Bảo Thủ cho biết họ sẽ quyết định có ủng hộ nó hay không sau khi dự luật đã được lập và nội dung được công khai. Cả ba bên đều cáo buộc chính phủ đã xử lý sai xung đột này và để cho vụ việc leo thang đến mức đình công. Lãnh đạo Bloc Quebecois, ông Yves François Blanche cho rằng vấn đề có thể được giải quyết bằng một cuộc điện thoại từ Thủ tướng Justin Trudeau cho cả hai bên và ra lệnh cho công nhân trở lại làm việc. Được biết, ngày sớm nhất mà chính phủ có thể thông qua dự luật là vào ngày thứ ba. Vào năm 2018, khi đảng tự do thông qua luật chấm dứt các cuộc đình công luân phiên tại Bưu điện Canada, đã phải mất khoảng một tuần lễ để dự luật được thông qua tại nghị viện. Ba người thiệt mạng trong vụ rớt trực thăng gần vịnh Resolute ở Nunavut